Em lên một mã vải lụa nha khách. Vải lụa tay, cái kiểu áo nó xè xè nè, cổ nó vuông, tay nó có lưng thun, có thun như vậy nè. Cái thun nó mỏng mềm lắm nha, mặt nó không có bị cắn vô cái tay nha khách. Khách nhiều khách sợ cái thun này nó bị cắn vô tay, nhưng mà nó không có bị cắn nha. Cái thun nó làm rất là to nha, nó tạo làm như vậy nè để cho mình mặc lên cái tay nó phồng phồng, nhìn dễ thương cưng lắm đó. Mấy cái kiểu này như vậy nè là thích hợp với mấy khách mà mình có bụng á. Mình che cái này, cái phần này nó che bụng rất là tốt luôn. Quần á, quần che đùi, đùi to cũng mặc, cứ mẫu này che đùi rất là tốt luôn nè. Quả tiết này là quả tiết hoa cúc, cúc trắng hồng. Em ship hè, em ship cái bộ đồ nó hơi dày một tí, ở ngoài nó đẹp lắm, vải lụa mát, mỏng mát. Cổ vuông nha, ở phía sau vuông luôn nha, đó. Mặc lên cưng lắm. Quay hình vậy thôi, chứ mặc lên là bao xinh bao đẹp luôn. Một hình bông cúc nè, nó có hình cái bông cúc xanh đấy nè. Để em quay cái cận cảnh cúc xanh đó nha. Nha cái tay vậy nha, nha không bao giờ không hề cấn nha. Cái thun nó làm mỏng mà nó mềm, nhìn chung nó co giãn tốt lắm, không có bị cấn đâu khách, mặc yên tâm. Em bao hàng luôn, che bụng tốt luôn. Mấy chị mà bầu bí nhỏ nhỏ hơi to tí á, mặc cái này là thoải mái cái bụng vô cùng luôn á. Đó. Và cái bảng màu bông đó nè, đó, nó có 4 màu thôi. Bông đỏ nè. Nhìn kiểu nha. Đó. Vải lụa nha, lụa mát, thấm hút mồ hôi, không nhăn. Và cúc xanh. Cúc xanh này mặc lên trắng da lắm.